Hồi trước thì trong cái quá trình làm thì chúng ta có nói về lệnh transform. Ví dụ như là tôi và các bạn nhân bản một cái lông mày này đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ phải tạo một cái đúng không? Sau đó nhân bản thành cái thứ hai. Sau đó thì chúng ta phải có cái thao tác là lập nó lại. Và lập thì chúng ta vào trong lệnh menu edit vào transform và chúng ta chọn flip horizontal và để chúng ta lập. Hoặc là như cái tai này cũng thế, là chúng ta cũng có cái thao tác là quay để dựng nó từ nằm ngang sang thành đứng. Thế thì những cái thao tác này nó nằm ở trong cái lệnh transform. Thế thì transform nó cung cấp cho chúng ta những cái khả năng như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Trong menu edit thì chúng ta có hai cái thứ transform, một là free transform và hai là transform. Thế thì chúng ta làm việc với transform trước để tìm hiểu từng lệnh nhỏ. Đầu tiên là các bạn nên chọn một layer nào đó mà các bạn muốn thao tác. Sau khi chọn xong rồi thì các bạn có một số lựa chọn như sau: Edit, Transform. Đầu tiên là lệnh Scale. Với lệnh Scale này thì nó sẽ hiện ra một cái khung điều khiển bao xung quanh cái layer mà chúng ta đang chọn. Cái này trong cái khái niệm người ta hay là thuật ngữ người ta gọi là bounding box, và nó có 8 cái tay nắm điều khiển, 4 ở giữa các cạnh và 4 ở các góc. Các bạn bấm vào đây và các bạn co kéo thì các bạn sẽ thay đổi được kích thước tỷ lệ của cái layer này. Hai cái ở trên đáy và đỉnh, hai cái ở bên phải bên trái là để thay đổi kích thước và thay đổi theo cái chiều mà chúng ta kéo. Thế còn nếu mà các bạn bấm vào các cái ở góc thì nó sẽ thành mũi tên hai đầu như này, và khi tôi kéo nó sẽ thay đổi cả hai cạnh, cả cao cả rộng. Đấy. Nhưng cái này thì nó sẽ không đảm bảo tỷ lệ. Muốn thay đổi kích thước mà vẫn đảm bảo tỷ lệ, các bạn giữ shift cho tôi. Lúc giữ shift thì nó sẽ giữ được cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao, và do đó nó chỉ thay đổi về mặt kích thước thôi, nhưng nó không thay đổi tỷ lệ giữa hai chiều. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể làm được với lại cái lệnh scale. Đặc biệt thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác như thế này nữa. Nếu như các bạn kéo một cách bình thường ở đây nhá, thì các bạn kéo bên trái là bên trái thay đổi, kéo bên phải thay đổi, kéo trên là trên thay đổi, kéo dưới là dưới thay đổi. Tuy nhiên nếu như các bạn nhấn an mà các bạn kéo một chiều đấy, thì nó lại dẫn tới một cái thao tác là tương tác ngược. Đấy, có nghĩa là tôi kéo bên trái sang bao nhiêu thì bên phải nó cũng được giãn ra hoặc co lại bấy nhiêu theo đúng cái thao tác mà tôi kéo bên trái, nhưng mà chiều thì nó ngược lại. Đấy. Hoặc là đây tôi nhấn an, tôi kéo vào góc này chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ kéo đều cái góc đó, từ tâm giãn ra hoặc thu vào. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý một tí khi mà chúng ta thực hiện lệnh transform. Và transform ở đây thì nó là transform ở cái góc là gì đây nhỉ? Resize đúng không? Hay là scale tỷ lệ. Thì cũng như hôm trước tôi đã nhắc một chút rồi, chúng ta có 3 cách để mà kết thúc thao tác: một là enter để xác nhận, hai là nhấp đúp chuột vào trong cái đối tượng mà chúng ta đang thao tác, ba là các bạn đưa chuột lên nhấp vào nút commit ở trên thanh option này. Đấy, thì là chúng ta báo cho máy là kết thúc và nó sẽ xác nhận luôn cái tỷ lệ mới. Thế còn cái thao tác thứ hai mà các bạn có thể làm đó là rotate. Khi nhấn vẫn cái hộp này hiện ra. Các bạn có làm được các thao tác ở đây nữa không? Không làm được. Adobe nó rất lằng nhằng cái đoạn là nó cứ tách mọi thứ ra thành các cái lệnh nhỏ. Đấy, và lệnh nào chỉ làm duy nhất một việc thôi, không làm hai việc trong cùng một lần. Đấy. Và lúc này thì các bạn nhìn thấy là nó thành mũi tên hai chiều nhưng cong cong như thế này, và các bạn nhìn thấy một cái tâm điểm quay ở đây. Và khi tôi đưa chuột vào bất cứ một cái vị trí nào, cứ nhấp chuột là tôi có thể quay được cái này đi theo một góc nào đó. Các bạn để ý cái góc ở trên này thì các bạn cũng sẽ thấy là con số nó sẽ nhảy tăng tốt khi mà tôi xoay cái đối tượng này. Thế nhưng mà chúng ta có gõ tham số vào đây được không? Tôi gõ vào nó cũng nhận, tức là hai cái này là liên thông với nhau đó. Quay ở đây cũng được trực quan bằng tay, hoặc là các bạn có thể nhập một con số vào cái trường Anh G ở trên thanh option này. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái
lựa chọn nữa là các bạn có quyền kéo cái tâm quay đi ra khỏi cái vị trí cũ của nó. Tâm quay là chương trình nó tự xác định. Đấy, tự xác định, chúng ta không can thiệp vào đấy. Nhưng nếu muốn thì chúng ta có thể kéo nó sang vị trí mới. Và vị trí mới này không nhất thiết là phải ở trong cái hình này, mà có thể là chạy ra ngoài hình. Thiết lập ở đâu thì đối tượng của chúng ta nó sẽ quay theo tâm mới ở đấy. Đấy, và đây là cái thao tác để mà chúng ta quay. Quay xong rồi, nhấn Enter, xác nhận. Nó sẽ dừng ở cái góc độ mới. Đấy là thao tác thứ hai. Đó. Thao tác thứ ba các bạn có thể làm skill. Skill thì là kéo xiên. Đây, nhấp vẫn hiện lên cái hộp Moneybox này. Tuy nhiên là các bạn bấm vào một trong các điểm điều khiển này thì các bạn nhìn thấy cái mũi tên hai chiều hiện lên, và các bạn có quyền là gì đây nhỉ? Số ngang sang trái sang phải hoặc là gì đây? Lên hoặc xuống. Đấy. Thế còn nếu như mà nhấn An thì nó cũng sẽ lại tạo ra một cái tương tác ngược giống như cái transform lúc đầu tiên mà chúng ta nói đấy. Thế thì đấy là skill để kéo xiên. Trường hợp tiếp theo nữa, chúng ta có distort. Distort thì nó hơi đặc biệt một tí. Đây, chúng ta xác nhận lại cái này nha. Edit này, transform, distort. Distort thì cái có trỏ chuột này nó không phải là trỏ chuột đen giống như vừa nãy nữa, mà các bạn nhìn thấy là trỏ chuột màu trắng. Đấy. Và nó cho phép các bạn làm sao đấy, kéo một cái điểm này theo một cái cách rất là tự do để làm cho hình hài nó biến đổi. Và kể cả trong trường hợp đây, tôi có thể vặn xoắn tôi chéo như thế này luôn được. Tôi làm cho một cái hình này nó vặn như là cái đồng hồ cát như thế này cũng được. Đấy. Phá vỡ hẳn cấu trúc vốn có, cho nên là nó cho phép như thế, cho nên nó được đặt tên là distort. Tiếp nữa chúng ta có perspective. Perspective thì nó sẽ liên quan tới cái không gian một tí, khái niệm không gian một tí, nó như là điểm tụ hay là phối cảnh. Và khi tôi bấm vào một trong các cái điểm này mà tôi kéo thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tương tác với một cặp nào đó. Đây. Luôn luôn các bạn sẽ nhìn thấy là một đầu to một đầu nhỏ, giống như là chúng ta nhìn xa xa xa, cái gì gần chúng ta thì to, cái gì xa chúng ta thì nhỏ. Nó sẽ tạo nên một cái độ hút không gian, nó tạo ra một cái độ biến dạng tuân thủ theo các quy luật của distort như thế, tức là nó gần thì to, bé thì nhỏ. Đấy, cứ kéo đầu trên cao lên bao nhiêu thì đầu dưới cũng hạ ra bấy nhiêu, nhưng đầu còn lại thì không có thay đổi nhé, để nó tạo ra một cái cảm giác là phối cảnh. Đấy. Thì thao tác với thao tác này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cảm nhận về cái tính biến dạng nhưng mà có phối cảnh của đối tượng. Và tiếp nữa thì chúng ta có một cái lệnh tương đối đặc biệt, đó là cái lệnh wrap này. Lệnh wrap này thì nó sẽ giúp chúng ta là biến dạng theo một cái cung cách hoàn toàn khác biệt so với những thứ mà chúng ta đã làm ở trên. Đây, các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra một cái hệ thống như là mắt lưới, nó phủ lên trên cái đối tượng mà chúng ta đang muốn chỉnh này, bằng cách là bấm vào một trong những cái điểm đen này, các bạn kéo nó đi. Đấy. Thì các bạn sẽ làm cho cái lưới này nó thay đổi, và lưới thay đổi đến đâu thì nó sẽ làm cho cái hình nằm dưới lưới này nó thay đổi theo. Các bạn cũng có thể bấm vào những cái điểm này cũng được, điểm đen cũng được. Đấy. Cái này thì do chúng ta chưa nói kỹ hơn về cái path, cho nên là tạm thời là chúng ta giải thích tiền đó đã. Đấy. Thế sau khi làm xong thì các bạn nhấp xác nhận cái lệnh thay đổi này. Thế còn mấy cái này thì quá đơn giản rồi, đúng không? Các bạn nhìn cái là các bạn hiểu ngay. Đó là rotate 180 độ, quay 180 độ, quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ, quay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ, lật theo chiều ngang, lật theo chiều đứng. Những cái này thì rất là đơn giản, chúng ta có thể là hiểu được ngay. Như vậy là chúng ta có một loạt các cái thao tác
để mà transform, để mà thay đổi kích thước cũng như là kéo xiên rồi thì xoay lật hoặc là làm biến dạng các cái đối tượng ở trên layer khi mà chúng ta áp dụng các lệnh này. Tuy nhiên thì các bạn để ý nó sẽ có thêm một cái lệnh nữa gọi là lệnh again ở trên này. Thì tôi lấy ví dụ như sau, các bạn có thể là lặp lại, các bạn có thể lặp lại một thao tác. Đây ví dụ tôi nhân bản chẳng hạn nhé. Đấy, tôi nhân bản một cái này sang đây. Bây giờ tôi lật này, edit transform flip horizontal là lật, đúng không? Chúng ta vừa mới dùng sử dụng lệnh trong edit ở trong transform này. Nhưng nếu mà bây giờ tôi nhấn thêm ở game một lần nữa thì nó lại gì đây? Lặp lại chính cái đấy. Thao tác trước đó như thế nào thì nó lặp lại đúng như thế. Và phím tắt của nó đây. Shift cộng tuần T. Đấy. Cứ nhấn phím này thì nó lặp lại đúng cái thao tác trước đó mà chúng ta vừa mới làm. Thế đấy là lệnh transform, và lệnh này được chia nhỏ ra thành các cái nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy là còn có thêm một lệnh nữa ở phía trên này là gọi là lệnh free transform. Phím tắt của nó là Ctrl T. Đây, tôi nhấn Ctrl T hoặc là tôi nhấn lệnh ở đây thì các bạn sẽ thấy cũng có cái hộp thoại này hiện lên, à cũng có cái hộp Polybox này hiện lên. Cái này thì nó giúp cái gì? Cái này nó là một cách làm tổng hợp. Tại vì là trước đấy cái phần mà transform ấy thì nó chia nhỏ nhiệm vụ quá. Đôi khi chúng ta muốn làm một cái gì đó phức tạp hơn một tí thì chúng ta cũng phải làm xong một nhiệm vụ này, sau đó thì lại quay lại hộp thoại, lại quay lại menu, chúng ta lại chọn lệnh thứ hai. Nó hơi mất thì giờ. Đối với người nóng tính thì rất là khó chịu với cái kiểu mà làm cứ tần mần từng nhiệm vụ một như thế. Thì nó sẽ có một cái cách làm đơn giản hơn. Đấy, thì đó là lệnh free transform. Thì cứ nhấn Ctrl T thì nó sẽ hiện lên cái hộp này, và tùy theo cách các bạn thao tác như thế nào thì nó sẽ tương ứng với các lệnh mà chúng ta chọn riêng lẻ ở trong cái phần transform. Ví dụ đây, transform thông thường hay là scale thông thường, đây tăng độ cao này đúng không, béo gầy này, kéo cả hai này, dịch chuyển này, kéo cả hai này đúng không, giữ shift để cho đều này, giữ an để tương tác ngược này. Đấy. Thế còn nếu như tôi giữ control chẳng hạn thì nó sẽ tương ứng với lại cái gì đây ạ? Tương ứng với cái lệnh distort. Đấy, cho phép là gì đây? Bạn xoắn bẻ bất cứ cái cách nào mình muốn. Đó. Ví dụ như thế. Thế còn là nếu như mà giữ giữ shift control chẳng hạn thì các bạn có thể tương ứng với lệnh gì đây? Skew kéo xiên. Đấy. Thế còn đây perspective này, đây control shift an giữ cả đám như thế này thì các bạn kéo thì nó cũng sẽ tuân thủ theo cái kiểu perspective, tức là tùy theo cái thao tác, tùy theo mong muốn, và các bạn chỉ việc là ấn cái tổ hợp phím tương ứng. Và ở đây thì nó loanh quanh chỉ có mấy phím thôi, phím Shift, phím Control, phím An. Các bạn thử một chút thì các bạn sẽ thấy ngay là tổ hợp phím nào nó sẽ liên quan tới cái lệnh cụ thể. Đấy, và quay thì đây, quay thì luôn luôn nó sẽ quay luôn, nó không cần phải lệnh quay riêng gì cả. Đấy. Và các bạn có quyền là gì đây? Xử lý. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được cái nhóm lệnh là transform và free transform, dùng để mà xoay lật xử lý các cái đối tượng ở trên một layer, có thể là thay đổi kích thước, thay đổi góc độ, thay đổi độ xiên đó, tạo phối cảnh đấy, biến dạng vân vân.